Đương nhiên thì chắc chắn là cái hình ảnh pano thì để làm gì thì chắc chắn là các bạn biết rồi đúng không? Chắc là cái đấy thì anh không nói lại nữa. Đặc biệt là các bạn sale lưu ý hộ anh đấy là cái trang đầu tiên thì là trong các trường hợp đã ghi rõ rồi, có một số những cái đặc điểm nổi bật. Đúng không? Thế thì cái nổi cộm lên của cái dòng máy trên năm của chúng ta đấy là cái vấn đề đấy là thời gian chụp là nhanh nhất, và cái liều tia là thấp nhất, và hình ảnh là đưa ra là nhất nhất có thể, đúng không ạ? Cái này là mọi người hết sức là lưu ý nhé. Nó khác hoàn toàn đấy, bởi vì là tiêu chí của hãng sản xuất ra là mang đặt yếu tố an toàn của con người lên hàng đầu. Người ở đây là chính là cần vào những cái người mà thao tác trực tiếp với cái máy. Đây là cái điểm nổi cộm nhất. Còn chuyển sang cái phần danh mục về hình ảnh, còn một số những cái điểm nổi cộm khác thì trong cuốn catalog cũng đã nói rất là rõ rồi. Nếu như mà phần nào mà các bạn mà chưa nắm vững thì có thể là tẹo nữa các bạn hỏi lại, anh đã giải đáp cho các em. Lần đầu ban đầu là về cái máy máy thì anh muốn nhấn lại với các bạn, lưu ý với các bạn một chút về vấn đề là như thế. Còn về cái phần hình ảnh panorama thì đương nhiên đấy là cái tác dụng của cái ảnh panorama để làm gì thì cái đấy nó rất là thuần túy rồi, và cái đấy thì anh nghĩ chắc là các em đã nắm khá là vững. Nhưng mà anh nhận thấy là các em thì bên sale thì đương nhiên thì mình cần phải hiểu rõ hơn, nghĩa là ngoài cái tác dụng của nó như thế thì đi chi tiết hơn, ví dụ như là một cái bức ảnh panorama như thế thì người ta cần xem cái gì đúng không? Còn cụ thể nó ra làm sao, hay là mình hiểu rằng là tiêu chuẩn cái pano một cái phim panorama nó là như thế nào đúng không ạ? Ở đây thì các em đi ra bên ngoài rồi, hoặc là thậm chí anh ra bên ngoài cũng giao tiếp với rất nhiều bác sĩ, thì các bác sĩ thường thường là rất là thích một cái máy mà đưa ra một cái hình ảnh đẹp. Thì bây giờ để mình phải hiểu rõ rằng là hình ảnh đẹp ở đây là đẹp cái gì, bởi vì ở đây là mang cái tính chất là giải phẫu và bệnh lý, cho nên là đẹp ở đây không đồng nghĩa với giống như một cái bức ảnh đẹp nói chung, đúng không? Một bức ảnh đẹp nói chung thì chúng ta có thể Photoshop, hay là chúng ta có thể là tinh chỉnh nó để cho nó đẹp hơn. Ví dụ như trên mạng bây giờ thì anh thấy có nhiều những cái bạn nữ thì cũng không được đẹp lắm đâu, nhưng mà qua một số phần mềm các thì nhìn rõ là tinh đúng không, rất là lung linh, nhưng mà trở về bản chất thật thì cái câu chuyện nó hoàn toàn khác. Đây là mục tiêu của cái buổi ngày hôm nay, là chúng ta cần làm rõ cái điểm này đúng không ạ? Đẹp là nó đẹp ở cái gì, chúng ta phải đẹp ở đây thì anh nghĩ là anh em mình ngoại đạo, không không phải là những người chuyên môn thì hiểu cái từ đẹp thì nó mông lung lắm. Còn đối với cụ thể mà bác sĩ thì đẹp nó đẹp thế nào đúng không? Và dù nếu như mà cũng không nhiều bác sĩ thì không dùng từ đẹp mà nhìn từ rất là rõ, thì vấn đề ở đây là rõ cái gì đúng không ạ? Thì đấy là có một vài những cái câu hỏi mà anh em mình trao đổi và giải đáp trong cái buổi trên đây ngày hôm nay. Tuy nhiên thì về mặt chuyên môn thì anh cũng không có văn bằng gì đâu, nhưng mà qua cái thời gian tìm hiểu về rất nguồn nhiều tài liệu, một cái thứ hai nữa là được giao thiệp và với các bác sĩ, thì với những cái bác sĩ có những chuyên môn rất là tốt về chuẩn đoán hình ảnh, bác sĩ có chia sẻ lại thì anh cũng nắm được tương đối, và anh cũng hy vọng rằng là với cái kiến thức nhỏ nhoi của mình thì anh sẽ cố gắng là truyền đạt cho mọi người một cách nhiều nhất có thể. Các em đi bên ngoài các em tự tin rằng có thể là khi mà mình có thể là giao thiệp với bác sĩ về một cái vấn đề về hình ảnh, ta phải nắm được những cái cơ bản đúng không? Thì mục tiêu để mà mình khảo sát một cái phim panorama ở đây thì anh đã để sẵn trên bàn của các em rồi, đấy là cơ đồ giải phẫu của một cái phim panorama. Mọi người cứ tập đến hết và liếc qua thì mọi người sẽ nhìn thấy rõ. Trên cái tay mọi người đang cầm đấy là cái bức ảnh thứ hai, đấy là cái đề rất là rõ ràng, đấy là các mốc giải phẫu trên phim toàn cảnh đúng không ạ? Mọi người nhìn thấy ở trên này là đâu đó nó có tầm độ khoảng 39 mốc trên này đúng không? Thế thì trước khi, và đương nhiên thì ở mục tờ số 1 thì là đã có đánh số và giải thích các mẫu đấy tên là gì rất là rõ ràng bằng tiếng Việt rồi, thì mọi người thì thông qua đó thì là mình có thể là áp dụng trực tiếp để mà mình cùng tìm các mẫu giải phẫu trên một cái tấm phim thật. Ở đây là cái phim này được chụp trên màn hình TV đấy mà các bạn đang nhìn đó.
là được chụp từ máy IC5 của hãng Morita. Cái này là ảnh, này là ảnh mà anh để rõ luôn, đây là ảnh của người nhà mình, bạn ấy tên là Nguyễn Duy Long. Và cái này là ảnh thật 100% luôn, chứ không phải là ảnh qua Photoshop hay là lấy ở nguồn ở bất kỳ đâu. Đó. Đấy là một cái bức ảnh. Và đương nhiên thì thông qua đây thì đâu đó anh cũng sẽ lấy một cái ví dụ ảnh phim nhà mình và so với một cái ảnh của một cái của một cái hãng X-Quang khác. Đây các bạn nhìn trên hình ảnh, đây là anh mục tiêu ngày hôm nay, bởi vì nó cũng không có nhiều thời gian nên là anh sẽ thông qua cái mục đầu tiên đấy là giúp các em hiểu rõ các mốc giải phẫu trên một cái phim panorama, và thứ hai là anh sẽ lấy một cái ví dụ để so sánh cái ảnh của IC5 nhà mình với một cái ảnh của máy panorama của hãng khác đang có trên thị trường, và ảnh này là cũng là một cái ảnh thật được chụp từ một phòng khám. Chúng ta xem là có những cái gì khác nhau hay không, đúng không ạ? À, trước tiên đấy là cái ảnh panorama ở trên đây thì mọi người nhìn thấy luôn. Mình có thể là khi mà đọc các mốc giải phẫu ấy thì anh có thể là không đọc theo tuần tự từ 1 cho đến hết đâu, đúng không ạ? Và đương nhiên là với cái khả năng của anh thì đương nhiên là có một số những cái mốc mà nó cần kinh nghiệm và cái năng lực chuyên sâu hơn thì có thể là anh sẽ gác lại, đúng không? Và những cái mà mình có thể là dễ nhìn nhất. À, chúng ta đi sẽ đi khảo sát nó trước, đúng không ạ? À, đấy là cái danh mục cái số đầu tiên ở đây thì anh sẽ sử dụng một cái này để anh lưu lại sẽ cho mọi người thì mọi người sẽ dễ hình dung hơn. Anh sử dụng cái biểu tượng cái bút này đi. À, cái mục đầu tiên thứ nhất là nói về cái vấn đề về toàn bộ bố cục của cái phim panorama này, thì những cái chỗ khác thì mình chưa nói, ví dụ như là đối với cái cung hàm này thì anh sẽ giải thích luôn. Đấy là cái khu vực này của bọn em cứ nhìn thấy nó có một vài cái hình ảnh ở đây, nhưng ví dụ như là màu đen đi, anh sử dụng là cái từ màu đen để cho các em dễ hiểu nhé. Thì ở trên này thì người ta gọi là, nếu với một mặt bệnh lý thì người ta gọi là hình những hình ảnh thấu quang, nếu mà nó là bệnh lý thì là nó là một cái vấn đề của răng hoặc là một cái gì đấy nó sinh ra. Nhưng bọn em lưu ý là toàn bộ cung hàm trên này này đó thì là nó sẽ ảnh hưởng bởi của một vài cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất đấy là yếu tố xoang, đúng không ạ? Bởi vì xoang thì bao gồm nó có là xoang bên trái và xoang bên phải, đúng không, cung hàm trên. Thì khi mà cái xoang, cái bóng cái xoang nó hắt xuống thì có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất đấy là cái khu vực mà chân răng của cung hàm trên là nó sẽ rất là khó quan sát, bởi vì là nó xuất hiện của cái bóng xoang. Cái xoang này thì nó còn một vài vấn đề nữa, tức là mỗi một con người thì là cái xoang này nó sẽ khác nhau, đặc biệt là đối với những cái người mà mất răng thì là cái xoang nó lại càng hạ xuống sâu. Hoặc là đấy là những cái này là bọn em phải hoàn toàn nắm được nhé. Và khi mà mình, đúng rồi, nó hạ, mình cứ ví dụ như là đây là cái bề mặt nhai của cái hàm trên, đúng không, thì là mình sẽ tính từ trên, đúng không? Đó. Không, không cần đâu em. Thì bọn em sẽ nhìn thấy, đúng không ạ? Đấy là một trong những cái vấn đề mà mình cần phải lưu ý. Cái thứ hai đấy là có một số những cái vấn đề mà rất hay bị nhầm lẫn, đấy là khu vực mà chân răng, người ta gọi là chân răng số 3 hay còn gọi là răng nanh ấy, người ta gọi là ổ huyệt răng nanh đấy. Thì là thường là nó sẽ có một cái phần nó tối hơn, và nếu như mà mình không biết thì sẽ rất là dễ mà nhầm tưởng sang rằng là một dạng bệnh lý, đúng không ạ? Nên là mình khi mà mình nắm được rồi thì mình phải cần quan sát rất là kỹ cộng với một số những cái biện pháp khác thì mình mới xác định cụ thể được, đúng không ạ? Đấy là có một vài cái lưu ý như vậy đối với cung hàm trên. Thế thì đối với còn ở đây nữa thì bản chất của một panorama nó là một cái hình ảnh 2D, đúng không ạ? Hay là trong thuật ngữ của kỹ thuật thì người ta gọi nó là một layer. Thế thì cái một layer này thì nó sẽ rất là khác, cho nên là bọn em nhìn cái ở bên phần bên dưới này, đây anh dùng cái bút anh tô vào đây cho bọn em nhìn thấy. Đấy là có một số những cái vùng mà nó cứ bị vẹt vẹt cạch sáng này lên, nó có hai nguyên nhân để dẫn đến, đúng không? Kể cả cái phần bóng dưới này bọn em cũng sẽ nhìn thấy những cái vẹt sáng. Thứ nhất là nếu như mà tư thế không đúng, đúng không ạ?
Ở đây thì anh sẽ không nói nhiều về tư thế, bởi vì là bên các bạn thì chắc là cũng không cần phải 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 nắm vững lắm. Nhưng mà cái tư thế của chụp panorama rất là quan trọng. Nếu như mà tư thế sai thì đương nhiên là nó sẽ đưa đến một cái hình ảnh mà nó không được như mình mong muốn, đúng không ạ? Ví dụ như ở cái vùng mà anh đánh cái dấu màu vàng này này. Nếu như mà tư thế ví dụ như là mình đứng bị gù lưng chẳng hạn, thì là cái bóng cột sống nó đổ lên đây rất là nhiều và nó sẽ làm hạn chế cho mình cái việc là khảo sát một số răng cửa ở cung hàm dưới. Đấy là những cái lưu ý. Và nếu như mà các em mà nhìn vào một cái phim nào đó mà thấy cái vị trí này mà có nhiều vệt sáng xuất hiện thì bọn em biết ngay mình phải định hình luôn. Đấy là cái vấn đề tư thế chụp nó có vấn đề, đúng không? Thứ hai nữa là ví dụ như là bọn em nhìn ở đây nhá, cái cung này này, người ta đây trong kỹ thuật này gọi là cái đường cười, đúng không ạ? Nó giống như mình cười mỉm ấy. Nếu như mà ví dụ như là anh không đi sâu, nếu như mà mình chụp đúng thì nó sẽ tạo ra một cái đường cười rất là đẹp, đúng không ạ? Và nếu như mà tư thế sai thì đương nhiên là nó sẽ thành một cái hình chữ V rõ ràng, nó sẽ rất là khác nhau nhé. Đây còn cái đấy thì anh không đi sâu, bởi vì anh chỉ nói lên những cái căn bản để cho bọn em nắm được thôi, đúng không ạ? Và cái yếu tố của cái phim panorama nữa đấy là luôn luôn ở hai bên rìa phim này nó sẽ có xuất hiện các đốt sống cổ. Nhưng mà cái đây là quên, cái đấy người ta gọi là cái cột sống, nhưng mà nó chỉ thể hiện một chút xíu thôi, đúng không ạ? Còn nếu như mà cái phim nào mà thể hiện nhiều cái lượng mà hình ảnh về cái cột sống ở đây nhiều ấy, thì bọn em phải biết ngay nó là cái gì, đúng không ạ? Ví dụ như là mỗi một cái dòng máy là nó có một cái góc quay khác nhau, và theo như anh nghiên cứu và tìm hiểu thì là cái góc quay của hãng Morita là một cái điều hết sức là tinh túy về mặt vật lý, nó sẽ rất là khác, đúng không ạ? Tẹo nữa thì anh sẽ đưa cái hình ảnh của một hãng khác ra thì bọn em sẽ nhận thấy cái điều khác biệt. Tiếp theo nữa đấy là cái hình ảnh của Insignia 5HD, đấy là cái tỷ lệ phân bố mật độ là rất đồng đều. Cái tỷ lệ phân bố không đồng đều thì nó sẽ diễn ra cái gì, đúng không ạ? Nếu như mà tỷ lệ phân bố không đồng đều thì nó sẽ rất nhầm. Thứ nhất là khó đánh giá phim cho các bác sĩ khi khảo sát là một. Cái thứ hai nữa là nó rất dễ nhầm lẫn đến những cái biểu hiện bệnh lý trên phim, đúng không ạ? Đấy là những cái yếu tố hết sức là căn bản. Có vài cái yếu tố như thế để cho mọi người nắm được, và khi mọi người nắm được rồi thì chúng ta mới bắt đầu chuyển sang một cái chi tiết hơn, đấy là cụ thể các mốc giải phẫu nó như thế nào, đúng không ạ? Cái việc đầu tiên mà vào cái danh mục mà gọi là các mốc giải phẫu trên phim thì anh bắt đầu đi như sau. Bọn em nhìn vào cái mục số 1 ấy, thì là ở đây là nói rõ là xoang hàm, đúng không ạ? Thế thì trên phim bọn em nhìn thấy luôn, đây cái khu vực này là khu vực xoang hàm, đúng không? Đây là xoang hàm trái, còn bên này là xoang hàm phải, mọi người nhìn thấy rõ ràng luôn. Đây anh có thể tô cho mọi người tí, rồi nó vòng vòng như thế này, đấy, đại loại là như vậy. Đây là anh hướng dẫn nên là anh sẽ không vẽ chi tiết theo cái đường đấy đâu, anh chỉ vẽ như thế để cho mọi người dễ hình dung, đúng không ạ? Như ngay từ đầu anh cũng đã nói rồi đấy, đấy là cái xoang này thì là nó sẽ là một cái yếu tố cản trở đối với khi mà mình quan sát với những cái răng trên hàm trên, đúng không ạ? Và khi bây giờ anh đã chỉ rõ đích xác là cái xoang nó bên trái bên phải nó như thế nào, anh vẽ như thế này thì mọi người đã rất là dễ hình dung ra rồi, đúng không ạ? Thì đấy là cái việc đầu tôi yếu tố đầu tiên, đấy là cái một thứ nhất, đấy là cái xoang. Cái danh mục thứ hai đấy là người ta gọi là cái cung gò má. Cung gò má ở đây thì bọn em chắc là mới đầu thì nó sẽ hơi khó. Cung gò má là tạo phạm trù là nó nằm ở cái khoảng đoạn này, người ta gọi là cái cung gò má. Đương nhiên thì bên anh chỉ nói một bên thôi, còn một bên còn lại thì nó cũng sẽ là như nhau thôi. Cái phần thứ hai đấy là cái mục tiếp theo các bạn nhìn ấy, như ở đây thì anh đang đi luôn trên phim thì là nó nằm ở mục số 6 đấy, nó gọi là lồi khớp thái dương hàm. Lồi khớp thái dương hàm khu vực này gọi là lồi khớp thái dương hàm. Cái tiếp theo mà ngay bên dưới nó mà các bạn có thể nhìn thấy luôn ở đây thì anh vẽ sang bên này cho mọi người dễ nhìn, cái khu vực này, đây là anh tô màu này, người ta gọi là
lồi cầu nhé, gọi là lồi cầu ấy. Còn cái mục tiếp theo nữa là mục số 9, người ta đề là lỗ ống tai ngoài đấy, bọn em nhìn thấy luôn hai bên phim đấy là thể hiện rõ luôn lỗ ống tai ngoài đúng không ạ? Đấy, anh dùng chuột nên nhiều khi là nó gạch nó hơi dài một chút. Cái vấn đề nữa mà mọi người nhìn thấy ở đây thì nó sẽ không đi theo sơ đồ theo đúng cái cây mình khảo sát, nên là mọi người cố gắng, anh cũng sẽ cố gắng là đi chậm và sẽ giúp cho mọi người sẽ hình dung hơn nó. Cái tiếp theo nữa ở đây bọn em nhìn luôn đấy là cái phần này này cho nó dễ này. Cái này người ta gọi là vách ngăn này, cái này gọi là gạch văn mũi ấy. Cái phần này người ta gọi là gai mũi này, nó lồi lên. Còn cái chỗ này là lỗ hàm trên, luôn luôn nó đều xuất hiện. Còn cái xương mà nó mở ở đây thì bọn em nhìn kỹ nhá, cái xương ở đây này. Còn cái phần mà ria này thì người ta gọi là hốc mũi không ạ? Còn cái vùng mà vòm đây này, bọn em nhìn đây này, người ta gọi là vòm miệng cứng. Toàn bộ cái đường ở đây người ta gọi là vòm miệng cứng. Vẽ lên đây thì cho mọi người dễ nhìn, nhưng mà tẹo nữa mà nếu như mà nó nhiều hình quá là bọn em sẽ rất là khó nhìn đấy. Thì có thể là sau khi mà anh chỉnh xong thì anh sẽ xóa bớt đi. Bọn em nhìn nhá, vừa rồi anh nói cái xương đây người ta gọi là cái xương cuốn dưới nha em nhá. Bọn em các em lưu ý là cái đường hình xương ở đây nó thể hiện này ở bên dưới ấy. Nhìn kỹ là mình sẽ thấy luôn. Còn cái phần ở đây người ta đây gọi là cái lỗ răng cửa này, chính là cái mục này này, là cái lỗ răng cửa. Tiếp theo nữa đấy là cái này người ta gọi là cái phần mà gọi là xương gò má đây, ở đây này em này, đúng không ạ? Còn toàn bộ cái khung bên trên này thì nó sẽ cái khu vực bên trên này này nó gọi là hốc mắt, toàn bộ khúc mắt và đương nhiên là đường viền dưới. Còn cái lỗ ống ở đây thì bọn em lưu ý nhìn trong sơ đồ thì bọn em sẽ nhìn thấy luôn, thế người ta gọi là lỗ ống mắt, đúng không ạ? Cái đấy nó gọi là ống mắt, còn cái này người ta gọi là lỗ dưới này, nhìn thấy trên phim rất là rõ ràng hai bên. Nó nằm ở đâu đó là cách 1/3 từ bên trái sang của hốc mắt là mình nhìn là nó sẽ ra thôi. Không ạ, đấy là một vài cái điểm cơ bản ở bên trên nó như thế. Dịch xuống bên dưới bên này một tí, toàn bộ cái này người ta gọi là quyết sigma, các em nhìn thấy luôn cả hai bên đều gọi là quyết sigma. Ở đây thì nhìn rõ trên phim luôn, thì đây người ta gọi là hố giữa quyển sigma mục 26 đấy. 25 26 mọi người nhìn cái thì sẽ thấy ngay. Đúng không ạ? Cái hai bên cái này người ta gọi là mỏm châm này. Mỏm châm ấy thì trong sơ đồ thì người ta gọi là mục số 27 đấy. Các em nhìn thì sẽ thấy ngay. Có bị đi nhanh quá không? Các bạn có theo dõi kịp không? Không nhớ gì à? Thế thì tí nữa thì thôi anh cứ lướt qua một lần rồi anh lại lướt lại một lần nữa cho các em dễ hình dung nhé. Mình nhìn nó ở mốc giải phẫu, hoặc là nếu như mà kỹ hơn thì nếu như có thời gian thì mình ghi số vào đấy thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn, nhìn ở bên răng đấy. Bên dưới thì nó dễ, còn toát lên thì anh hướng dẫn như thế này là mục đích là cho mọi người khi mà đi ra bên ngoài là mọi người cũng giống như một chuyên gia vậy, là mình nhìn phim là mình không biết hết bằng chuyên sâu bằng các nha sĩ, nhưng mà ít nhất là mình nhìn những cái mốc mà đơn giản mà ai cũng có thể biết được, đúng không ạ? Bởi vì cái phim của nhà mình thì mình phải làm chủ được nó, đúng không ạ? Chứ tránh cái tình trạng mà mình lại không nói lên được thì nó cũng không đúng đắn lắm, đúng không? Đấy là một số những cái khu vực vùng trên thì nó như vậy.
Cái mục tiếp theo mình đi xuống dưới một tí thì ở đây nó gọi là gờ chéo bên ngoài này, hay là đấy, nghĩa là cái hướng nó đi lên, mọi người hết sức là lưu ý. Toàn bộ cái đường ống ở phía bên dưới này người ta gọi là ống dây thần kinh. Nhìn kỹ ở bên dưới là mọi người sẽ thấy ngay, cái này anh vẽ nó hơi run tay nên cái đường này nó hơi to. Đây mình nhìn kỹ thì sẽ thấy luôn thôi. Đó, nó sẽ chạy qua đây. Còn đương nhiên thì ở đây vẽ ống dây thần kinh này thì ở đây thì tiện, ở đây thì nó có một cái dấu hiệu bất thường ở cái chân răng này này, thì anh cũng chỉ cho mọi người luôn. Cái này thì thường là người ta có cái dấu hiệu, đây nó gọi là ở phần khu vực gọi là cuống răng hay của khu vực chóp răng đó, nó có một cái biểu hiện. Đây là anh thấy thì anh nói ngoài cho mọi người có thể nắm được luôn thôi. Đấy là cái và cái ống dây thần kinh, và cái mục khác nữa đấy là mọi người nhìn thấy luôn, đấy là hai chấm đen ở hai bên này này, nhìn rất rõ ràng anh khoanh luôn nhá, hai chấm đen đây. Thì cái này là gọi là lỗ cảm trong sơ đồ mục số 33, người ta gọi là lỗ cảm. Trên phim thì cái mục số 34 luôn thì người ta gọi là cái hố tuyến dưới cằm ấy. Còn em nhìn vào cái mục số mà 34 đây, 34 là hố tuyến dưới cằm, nó có hai vùng ấy, nhưng mà cái vùng này thì rất là rõ hơn. Đây là cái vùng này nó có cái hình ảnh mà trên phim thể hiện là nó màu đen ở đây cho mọi người dễ phân biệt. Vùng này gọi là hố dưới cằm đấy. Cái mục 35 thì anh nói rồi, chính là đây, người ta gọi là cái đấy là gờ ngoài, còn cái mục 29 anh nói rồi là gờ chéo ngoài, còn đương nhiên là gờ chéo bên trong thì là nó sẽ chạy theo hướng này, mọi người nhìn tinh thì sẽ thấy thôi, nó có một cái đường viền đây. Người ta gọi là gờ chéo dưới hàm, bên cái mục chỗ này gọi là gờ trên. Cái mục số 36 mọi người nhìn vào ấy, trong cái sơ đồ ấy mọi người nhìn thấy chưa, người ta đề đấy là cái hố cằm đúng không? Thế thì trên phim mình thể hiện luôn cái khu vực này là nó có một cái hình ảnh mà tối hơn, đấy chính là cái khu vực hố cằm. Anh xóa nó đi bởi vì nó sẽ liên quan đến một cái khác nữa. Đây là cái mục số 38, người ta gọi là gai cằm. Cái gai cằm này nó luôn luôn xuất hiện ở vị trí này và nó là một cái đốm sáng nhất. Bọn em dễ hình dung. Là gai cằm. Còn cái gờ cằm, cái gờ cằm thì nó tạo lên một cái hình bóng ở trên này này, hắt lên đấy. Cái này người ta gọi là gờ cằm, nó có một cái hình ảnh mà có cái đường viền màu đen hơn đây này, bọn em nhìn này, em bỏ cái đường vẽ đi, nó hát lên, ta gọi là gờ cằm. Cái mục số 39 thì nó là cái xương móng, cái này thì rất là dễ quan sát. Đây. Cái xương móng này thì nó tùy vào mỗi một cái bệnh nhân chụp phim thì là cái vị trí của nó nằm khác nhau nhé, có thể là có nhiều những cái xương móng thì nó hắt lên tận trên này cơ. Cái này là do cái cấu tạo cơ địa của từng con người, chứ nó không 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 cụ thể là nằm ở một chỗ, nhưng mà mọi người nhìn thì mình sẽ biết luôn. Đấy, người ta gọi là xương móng. Còn đương nhiên thì ở đây thì rất dễ rồi, cái này người ta gọi là cột sống đúng không ạ? Nhìn thì thấy thấy ngay. Còn cái vấn đề mà hố sọ thì hố sọ là nó sẽ nằm ở phía bên trên này, hoặc từ trên dưới bên này nó hất lên đúng không ạ? Còn cái khu vực ở đây thì người ta gọi là cái khu vực này gọi là góc hàm này đúng không ạ? Cái điểm này là điểm xuất phát gọi là ống của ống dây thần kinh ấy. Thì ở trong này thì người ta nó có một cái mục, đấy là danh mục số 31, người ta gọi là lỗ ống răng dưới. Người nhìn cái thì biết ngay lỗ ống răng dưới, hay đấy là chính nó gọi là cái lỗ ống dây thần kinh đó. Bởi vì lỗ ống dây thần kinh thì nó sẽ xuất phát từ mà khu vực phía trong rồi nó đổ ra cái lỗ thoát cuối cùng của bên ngoài, như ở trong đây người ta gọi là lỗ cằm. Thì mọi người cần phải phân biệt được hai cái thuật ngữ này thì mình nó sẽ dễ hơn.
còn toàn bộ từ cái lỗ cằm mà đến lỗ ống răng dưới đấy thì là toàn bộ cái đấy người ta gọi là cái ống dây thần kinh. Mọi người sẽ nhìn thấy dễ, đây anh sẽ chỉ chuột luôn, nó từ cái vị trí này đến vị trí này, cái ống dây thần kinh. Bởi vì ống dây thần kinh này là nó sẽ cung cấp cái mạch máu rồi để nó nuôi sống cái răng, mình cứ hiểu nôm na nó là như vậy, đúng không ạ? Còn cái đường bóng mờ ở đây thì người ta gọi là cửa lưỡi này. Còn cái khu vực dưới này người ta gọi là khu vực hầu họng, cái bên dưới này, đúng không ạ? Thế thì mình sơ sơ ở đây thì mình có thể đếm lại luôn đối với một cái phim này, đúng không ạ? Đối với một cái phim này thì là ở trong cái sơ đồ giải phẫu của mình á, các bạn nhìn vào cái tấm tờ số 2 mà nó có cái hình răng ấy, thì nó có tất cả là 39 mốc giải phẫu. Thế thì trong số 39 mốc giải phẫu này thì đây đây anh đếm xem nào, là mình vừa rồi là anh em mình tìm được tất cả là 32 mốc giải phẫu. Nó có một số những cái mốc mà giải phẫu mà cần những cái kinh nghiệm nhiều hơn, đúng không ạ? Ví dụ như là hố chân xương bướm hoặc là chân xương bướm chẳng hạn, đúng không? Còn cái mỏm vẹt thì mọi người lưu ý nhé, cái mỏm vẹt ở bên này thì tùy tầng đưa đối tượng bệnh nhân. Có những cái đối tượng bệnh nhân thì nó nhìn một cái là nó rất là rõ ràng ngay. Còn ở đây thì đương nhiên là cái mỏm vẹt thì nếu như mà mình bẻ vẽ vào trên đây thì đương nhiên là bên này nó bị che mất rồi. Đó, thì nó sẽ đi đi dạng dạng như thế này, luôn luôn là một cái hình dấu ngã. Còn một cái điểm nữa ở đây mà mọi người nhìn luôn thấy rất là rõ ở đây này, cái này này ở hai bên ấy người ta gọi là cái trong cái mục đấy thì người ta gọi là mục số 4 ấy, người ta gọi là cái gai bướm ấy. Mình nhìn thấy nó rất là rõ ràng luôn, tức là từng những cái mà chi tiết rất khó nhưng mà trên một cái phim này là với những cái với năng lực của anh hiện tại thì hiện tại như bây giờ là anh cũng đọc ra được ví dụ như là 39 mốc giải phẫu trên sơ đồ răng, thì là như ở đây thì với cái kinh nghiệm của anh thôi, có hiện tại như bây giờ thì anh cũng đã lột tả ra được 32 mốc trên phim, đúng không ạ? Thế thì bây giờ sơ khởi như thế thì mọi người cũng đã nắm được và hiểu rõ hơn đấy là về cái phim pano, là người ta sẽ dùng cái phim pano để làm cái gì, đúng không ạ? Và người ta xem gì trên cái phim pano, đúng không? Thế thì bây giờ là xem phim pano là cái gì? Đấy là các mốc người ta cần phải xem, đấy là cái mốc mà giải phẫu, đúng không ạ? Đấy là cái sơ đồ để mà mình đánh giá cái trên cái phim panorama thì các bạn đang có trên tay rồi, tất tần tật nó trên đấy. Ví dụ như là phim của hãng Morita hay phim của bất kể một hãng nào nữa trên thị trường thì khi mà các bác sĩ đánh giá là luôn luôn xem trên cái sơ đồ giải phẫu này, đúng không ạ? Để người ta đánh giá. Còn đương nhiên thì anh em mình không có chuyên môn sâu thì cũng chẳng biết là cái biểu hiện của nó như thế thì nó là bình thường hay bất thường, đúng không? Anh em mình cũng không đi sâu, chúng ta chỉ đi ở những cái mà gọi là mang tính chất căn bản thôi, đúng không? Và trên cái phim này thì mọi người lưu ý luôn đấy là khu vực, đương nhiên thì các bạn biết rồi đúng không? Cái răng thì bao gồm gọi là phần thân răng và phần chân răng, đúng không ạ? Thế thì bây giờ cái phần chân răng được cắm vào xương, đương nhiên là cái phần mô niếu thì nó không còn hiện trên phim nữa, bởi vì là cái này nó chỉ hiện cái phần cứng thôi, đúng không ạ? Thế thì bây giờ là cái khu vực chân răng đi, anh cứ mô dùng cái thuật ngữ nó không phải chuyên môn cho mọi người dễ hiểu, đúng không ạ? Cái phần này này, đi theo một cái hình răng này này, thì cái ổ huyệt răng này phim trên phim nhà mình thể hiện rất là tốt. Các bạn nên nhớ là ở đây thì nhân tiện thì anh chia sẻ thôi. Đấy là ví dụ như trong trường hợp ví dụ như là về cái bệnh lý về răng nó rất là nhiều, ví dụ như là cái nếu răng mà nó có vấn đề nó bị viêm nhiễm vi khuẩn xâm nhập vào thì nó có thể làm cho cái răng nó bị tiêu xương đi chẳng hạn, anh nói như thế, ví dụ một trong những rất nhiều bệnh lý khác chẳng hạn. Thế thì cái vấn đề mà ổ huyệt răng mà mình quan sát giữa cái ổ huyệt răng và cái xương xương ấy mà mình quan sát rõ như thế này thì đương nhiên là nếu như chỉ cần một cái biểu hiện nhỏ thôi là các bác sĩ cũng có thể phát hiện ra rồi, đúng không ạ? Chứ còn ở đây kể cả như anh em mình không có con mắt chuyên môn nhưng mà nhìn thấy là rất là rõ luôn cái phần chỗ tiếp giáp giữa cái răng và xương thì đấy người ta gọi là ổ huyệt răng, còn ranh giới giữa cái đấy thì người ta gọi là dây chằng nha chu, đúng không ạ? Thế thì các bạn phải hiểu ngay rằng ví dụ như là kể cả như là nó chưa tiêu xương nhưng mà ví dụ như cái phần đó mà phần tiếp giáp đó mà cái dây chằng nha chu đó mà nó giãn rộng chẳng hạn thì là các bạn biết ngay luôn thì đó nó là một dạng bệnh lý. Ở đây thì anh chia sẻ thôi,
Nếu như mà mọi người biết muốn tìm hiểu rõ hơn mà muốn biết nhiều hơn thì mọi người có thể đọc một số cái tài liệu, ví dụ như là trong tài liệu anh có đọc về trường đại học Y Hà Nội mình có cái tài liệu về cái một số bệnh lý thường gặp ấy, cách điều trị đúng không, biểu hiện nó như thế nào. Đấy là toàn những cái giảng viên giáo sư tiến sĩ người ta đúc kết ra, và anh thấy là đọc cái đấy là mình cũng rất là dễ hiểu đúng không ạ. Thì mình mới biết được, thì kết hợp nhiều nguồn thì từ như thế thì mình mới biết được là giá trị của cái phim nó đem lại là như thế nào và tại sao phải cần có đúng không ạ. Ở đây là chúng ta là người thật việc thật đúng không ạ, chứ không có nói thêm nói bớt bất cả một cái gì đúng không. Thế thì nên là anh cũng rất là muốn là mọi người nắm được những cái yếu tố cơ bản đầu tiên. Thế thì khi mà các em đi giao thiệp với khách hàng thì các em cũng sẽ tự tin hơn đúng không ạ. Đó, đấy là cái nội dung chính của cái ngày hôm nay chúng ta làm việc với nhau. Còn đương nhiên thì ở đây nó chỉ là một cái đánh giá thôi, chứ còn để mà phát huy hết thì đương nhiên thì phần mềm của mình thì nó có rất nhiều những cái tính năng khác, nhưng mà cái đó thì anh sẽ dành cho một buổi khác chứ mình không nói luôn vào cái buổi ngày hôm nay đúng không ạ. À, đây là về một cái hạng mục đầu tiên mà anh em mình vừa đi xong, có thể tí nữa thì anh em chúng ta sẽ đi lại để anh giải đáp những cái gì đấy mà bọn em có thể là chưa nhớ chẳng hạn. Ví dụ như vừa rồi Hiền bảo là hiểu, nhưng mà bây giờ chỉ vào đấy nó là cái gì thì mình không nhớ được đúng không. Thế thì anh sẽ giữ yên một cái những hình vẽ nốt này, anh không đánh số, nhưng mà mọi người có thể là từ đọc từ cái sơ đồ đó ra và suy ứng với đúng cái mà mốc mà anh đã vẽ ở trên đó thì mọi người cũng sẽ đọc được. Anh có một niềm tin là mình đọc nhiều thì mình sẽ biết thôi, chứ nó thực sự không có cái gì khó khăn lắm đâu đúng không ạ. Nó chỉ khó là ví dụ như bây giờ biểu hiện của nó trên phim như thế thì nó có bệnh lý hay không, thì cái đấy thì anh em mình không can thiệp vì anh em mình không có chuyên môn đúng không ạ. Thế thì ở đây anh sẽ mở lên một cái phim mà như từ đầu anh cũng đã nói, đấy là mình sẽ làm một cái đánh giá xem là cái phim này và với cái phim nhà mình thì xem là có cái gì khác biệt đúng không ạ. Điều đầu tiên mọi người nhìn thấy cái phim này thì mọi người nói về cảm nhận thôi, thì mọi người nhìn thấy nó như thế nào ạ, có cái gì khác với phim nhà mình hay không. Ngay từ đầu nhà mình anh đã nói rồi, đấy là cái phim nhà mình là tỷ lệ mật độ là nó được phân bổ cực kỳ đồng đều không ạ, thì nó mới có cái nhiều cái giá trị trong khi mà mình khảo sát. Chứ còn ví dụ như là đối với một cái tấm phim này là cũng là một cái phim mà được chụp thật của một máy khác, nó không phải là máy của Morita. Đó, cái phim này là phim thật chứ không phải là copy trên mạng hay bất cứ một cái gì đâu. Nhưng mà để cho công bằng cái thứ thì là cái phim này là sẽ không để tên của hãng máy, không để tên của nhà khoa nào cả đúng không. Nhưng mà nhìn ở trên phim này thì bọn em sẽ nhìn thấy luôn đấy là các mốc giải phẫu ở đây để mà nhìn là rất khó khăn đúng không ạ. Đấy là một yếu tố. Yếu tố thứ hai đấy là cái tỷ lệ mà phân bổ mật độ không đồng đều dẫn đến cho cái việc mà đánh giá bệnh lý là rất khó khăn đúng không ạ. Ví dụ như ở đây mọi người nhìn thấy luôn, ví dụ như khu vực mà răng số 3, khu vực hàm trên ấy, Hoàng có thể là chỉ vào đó để cho mọi người nhìn thấy cái khu vực mà đen đen bên tay phải ấy, khu vực răng số 23, em có thể ngoái lại trên màn hình này để em nhìn thấy con chuột anh đặt đó. Ví dụ như toàn bộ cái khu vực này rõ ràng như trên phim này là có một cái mình gọi là màu đen đi đúng không ạ, màu rất đen rất tối, mà nếu như là trên phim X quang thì người ta gọi là thấu quang. Thế thì thực ra là cái chỗ này là có bệnh lý hay không chúng ta không biết được, và anh cũng có một niềm tin rằng là để bác sĩ đánh giá và cái phần này là rất khó khăn luôn đúng không ạ, bởi vì nó sẽ rất dễ nhầm lẫn đến cái vấn đề là đánh giá sai đúng không ạ. À, cái vùng tiếp theo nữa đấy là kể cả như ở đây nhé, các bạn nhìn nhé, cái khu vực mà xương hàm này này đó, những cái hình ảnh thấu quang và nó rất là không đồng đều đúng không. Bởi vì ở đây thì những cái tài liệu chuyên sâu thì anh nói luôn, ví dụ như cả cái khu vực mà xương hàm như thế là người ta cũng quan sát đi nhé, bởi vì là nó sẽ đem lại cho người ta ví dụ như trường hợp, ví dụ như là bây giờ nếu như các em đọc tài liệu nhiều và các em nghiên cứu nhiều thì các em sẽ biết này, ví dụ như là cái nang chẳng hạn đúng không, nang thì bao gồm ví dụ như là nang chân răng, nang thân răng chẳng hạn, cái rất là khác nhau
và những cơ chế nào để tạo thành nang, đúng không? Ví dụ như là nang mà chân răng, để anh chia sẻ thêm thôi. Ví dụ như là nang chân răng thì nó có rất có thể là nó bắt nguồn từ cái vấn đề về nội nha, hay là nói chính xác hơn là vấn đề liên quan đến tủy chẳng hạn. Ví dụ như là do cái tủy bị hoại tử rồi nó sinh ra độc tố rồi nó dẫn đến nang, đúng không? Đầu tiên nó có thể áp xe hay là a bờ cờ gì đấy. Nang có thể là nang dạng hình túi, có thể là nang ngoài túi, nó có vài cái dòng như thế, đúng không? Anh giới thiệu sơ sơ như thế để mọi người nắm được. Còn cái một cái dạng nữa đấy là nếu như mà nang mà sinh ra thì đương nhiên là nó sẽ làm tiêu hủy răng nặng lên thêm nữa, thì nó có thể là dẫn đến là mất răng, và nếu mà nó kéo dài nhiều thì có thể là mất rất nhiều răng. Đấy là tình trạng về về nang, đúng không ạ? Còn một cái nang thì đương nhiên là đặc thù của nang khi nhìn trên phim là bọn em sẽ nhìn thấy luôn, đấy là có hình ảnh thấu quang rất rõ rệt. Đúng không? Thấu quang là cái gì? Đấy là cái hình ảnh mà nó cái phần tối hơn. Mình cứ thể hiểu nhanh, các em không cần phải chuyên môn kỹ thuật. Sâu làm gì mình cứ hiểu luôn, đấy là nếu như mà có nang thì là đương nhiên là trên phim nó sẽ có một cái vùng màu đen rất là rõ ràng. Đúng không ạ? Thế thì ví dụ như là trên màn hình tivi bọn em nhìn đó, ví dụ như cái vùng vần đó là tối đen thì gì, thì thực ra là để đánh giá nó có là phải là nang hay không nó rất là khó khăn, đúng không ạ? Anh đặt một cái giả sử bây giờ ở chỗ đấy nó có nang thì làm sao, đúng không ạ? Đấy là cái vấn đề mà mình hiểu rõ hơn là cái tỷ lệ mật độ nó quan trọng như thế nào. Nếu như mà mình phân bổ mà nó không đồng đều thì quả thực là khi mà đánh giá phim là rất khó khăn, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là bọn em nhìn ý, trên sơ đồ răng không ai, cái tài liệu này là tài liệu mà của trong ngành y tế nhé, thế nên là anh cũng đọc rất nhiều tài liệu là không có một tài liệu nào trong phim pano ghi yếu tố đặt lên là phải nhìn rõ hết chân răng, đúng không ạ? Các em không tin thì các em có thể là thu nhập thêm các thông tin tài liệu, hoặc là có nhiều quen nhiều bác sĩ thì có thể là mình có thể hỏi, nếu như có nhiều bác sĩ có kinh nghiệm thì có thể là chia sẻ lại với anh để anh hoàn thiện cái kiến thức của mình, đúng không ạ? Bởi vì là xuất phát điểm và anh có thể là đứng trên cái nguyên tắc của cái vấn đề về về cái phim thì mình có thể nói luôn, ví dụ như là cái phim 2D thì anh vừa nói ngay ban đầu ấy, thì nó chỉ là một cái layer thôi, và cái phim 3D chẳng hạn thì là nó sẽ là không gian 3 chiều, nó sẽ rất là khác, nó sâu hơn và nó mới xây dựng lên được, bởi vì là một layer này cái nghĩa là layer hơn. Hay anh sử dụng cái ví dụ là về cái in 3D thì nó là một cái mô hình, đúng không ạ? Đúng không? Cái này giống như cái ảnh này thì nó giống như kiểu là khi bây giờ em in ra một tờ giấy giống như cái tờ giấy mà các em cầm trên tay ấy, thì nó gọi là một layer. Còn nếu như là 3D thì đương nhiên là các layer đấy nó sẽ được chiết chồng lên nhau và nó tạo thành một khối và tạo thành một cái hình hình thật trên 3 chiều, đúng không ạ? Thì như thế là các em dễ phân biệt với nó. Cho nên là ví dụ như mà răng con người thì đương nhiên là nó muôn hình vạn trạng. Cái chân răng ấy nó có thể cong trái cong phải hoặc độ cong nó rất là kỳ dị, nên là để mà thể hiện được hết các chân răng ở trên phim panorama là không có đâu, đấy là một cái điều chắc chắn. Còn đương nhiên là nó còn lại còn tùy thuộc, ngay từ ban đầu anh cũng đã nói đấy là cái kỹ thuật chụp nó tuyệt đối là quan trọng. Ví dụ như tư thế mình đặt sai thì lúc đó là cái hình ảnh mà nó quét nó đưa lên thì đương nhiên là nó có nhiều cái vấn đề ở trong đó. Thế là một số những cái yếu tố mà mọi người có thể với kiến thức của mình cũng có thể nắm bắt được ngay cái vị trí ban đầu. Còn ở bên dưới này, ví dụ như với cái phim này bọn em cứ thể nhìn thấy luôn những cái mà mọi người có thể là nhìn bằng trực quan luôn, chứ chưa nói yêu cầu cái kỹ thuật. Đấy là vừa rồi cái khu vực xương móng ấy, cái khu vực xương móng là cái khu vực ở phía bên dưới này, đúng không ạ? Bây giờ mọi người cứ thử nhìn trên cái phim này mà xem cái khu vực xương móng để mà hắt lên trên đấy thực sự không rõ ràng, đúng không ạ? Đấy là những cái rất là khác nhau, đúng không ạ? Ở đây thì ở đây anh em mình trên cái cơ sở là học hỏi, đúng không ạ? Nghiên cứu, cho nên là hoàn toàn không có ý là chê bai hay là bất kể một cái gì, mình chỉ đưa ra một cái hình ảnh để mình có một cái hình ảnh khác để mà mình đối chiếu vào đó để mình có một cái nhìn nhận nó rõ ràng hơn thôi, đúng không ạ? Cũng giống như vừa rồi mà anh chia sẻ ngay ban đầu đấy, ví dụ như có nhiều bác sĩ thì nói là cái hình ảnh nó đẹp lắm, thì cái đẹp ở đây thực chất nó là cái gì, đúng không ạ? Chứ nó không phải là một bức ảnh Photoshop, để mọi người hiểu hơn, đúng không? Thứ hai nó cũng có sĩ là như bảo là nhìn rõ rõ ở đây là rõ cái gì, rõ ở đây là phải là rõ cái mốc giải phẫu, đúng không ạ? Đấy là những cái khác nhau hoàn toàn. Đấy là có một số những cái vấn đề mà mọi người hết sức lưu ý cho anh khi mà mình tiếp xúc với một cái phim.
anh không yêu cầu nhiều, nhưng mà những cái cơ bản căn bản là mình phải nắm nó một cách rất là rõ ràng, đúng không ạ? Thế thì không biết là mọi người thì như cô Hiền có vấn đề gì để mình hỏi nữa không? Còn đương nhiên thì một buổi đầu để mà hướng dẫn như thế này mà anh cũng không kỳ vọng nhiều là mọi người nắm hết được ngay luôn đâu, bởi vì là cái này nó phải có cái thời gian mình nghiên cứu, mình thẩm thấu. À, còn cái ảnh này thì anh sẽ giữ như thế này và tẹo nữa thì anh sẽ che cho mọi người, thì có thể là nhìn từ trong đó, khi từ cái điểm mốc giải phẫu để mình tìm nó ra nó là cái gì, đúng không ạ? Thế thì lúc nào mà các bạn mà rảnh rỗi một chút thì là mình nghiên cứu thì nó sẽ cũng rất là nhanh nhớ thôi. Với các phim khác thì thực sự là các bạn khảo sát thì nó rất là khó, nhưng mà đối với cái phim của Morita thì các bạn cứ tự tin đi, nó rất là dễ, bởi vì là các hình, các mốc giải phẫu mà khó nhìn thì là nó đều rất là rõ nét, nó sẽ rất là khác đấy, và cái hình ảnh của nó là hình ảnh rất thật, nó không giống như là một cái hình ảnh mà các bạn đang selfie rồi qua phần mềm để Photoshop lên đâu, đúng không ạ? Ok, các bạn có câu hỏi nào không? Rồi, ok, hoặc là các bạn có thể là dành ra mấy phút để nhìn cái ảnh mà anh đã ấy đó thì mình có thể xem lại và mình có thể hỏi một câu hỏi gì đấy nếu như mà các bạn chưa rõ, tùy mọi người. À, cái này cũng được nhưng mà anh sẽ dành cho mọi người. Không, cái kế hoạch của anh là như thế này này, có chỉ thêm một lần nữa và ngay tức thì mà các bạn mà chưa chịu vận động ngay lập tức ấy. Việc đầu tiên bây giờ anh muốn là mọi người thông qua cái ảnh này cho mình nhìn đối chiếu vào trong cái sơ đồ đó, xem là mình nhìn tự lực được bao nhiêu đã, sau đó anh sẽ vào và anh sẽ chỉ thêm một lần nữa, thì anh tin rằng là mọi người sẽ có nhiều cơ sở để mọi người nắm được hơn.